Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, vùng hội tụ gió ở trên cao đã gây ra mưa và mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Thời tiết ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Các nơi khác ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ yếu nên có mưa vài nơi. Thời tiết khu vực Đông Bắc có mưa rải rác, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tại Hải Phòng, không khí hơi se lạnh và những cơn mưa nhỏ đã khép lại một tuần làm việc. Hy vọng thời tiết này không làm ảnh hưởng tới ngày nghỉ cuối tuần lý tưởng của quý vị và các bạn. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua là 22 độ, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay là 25 độ. Đêm nay và ngày mai, vùng hội tụ gió ở trên cao suy yếu dần, song vẫn còn gây ra mưa và mưa vừa ở các tỉnh Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Các tỉnh miền Nam tiếp tục ảnh hưởng của gió Đông Bắc cường độ yếu nên thời tiết có mưa vài nơi. Khu vực Đông Bắc có mưa và mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 25 đến 28 độ. Với những cơn mưa rải rác trong những ngày sắp tới, quý vị và các bạn hãy chuẩn bị áo mưa ô dù trước khi ra khỏi nhà để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.